Anh Điệp MMK đến từ Quảng Ninh và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một bài tập lớn sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và kỹ thuật lập trình hướng đối tượng để chúng ta xây dựng ra một cái game nhỏ nhỏ, đó là cờ caro 9 ô hay trong tiếng Anh còn gọi là tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Thì cờ caro 9 ô nó sẽ bao gồm 9 ô, thì ma trận nó là sẽ là n bằng 3 và cái m bằng 3. Với n là cái số dòng, m là số cột, thì chúng ta sẽ kẻ ra được một cái bảng. Chúng ta sẽ sử dụng JavaScript để chúng ta sẽ kẻ ra cái bảng bao gồm 3 dòng, 1 2 3, và chúng ta sẽ có 3 cột. Thì 3 nhân 3 nó sẽ tạo ra cái kết quả là bằng 9. Khi chúng ta thực hiện phép nhân 3 nhân 3 sẽ là 9, thì chúng ta sẽ được ma trận có 9 ô, là ô 1, ô 2, ô 3, ô 4, ô 5, ô 6, ô 7, ô 8 và ô 9. Mặc định những cái ô này nó sẽ trống, và khi chúng ta vào chúng ta sẽ đánh này. Ví dụ chúng ta đánh cái x, sau đó chúng ta đánh cái ô, chúng ta đánh cái x, chúng ta đánh cái ô và chúng ta đánh cái x. Kết quả ở đây là cái x nó thắng. Thì điều kiện để mà x hoặc ô thắng đó là x phải chiếm cả một đường chéo. Phải chiếm cả một đường chéo này, hoặc là x chiếm cả một đường dọc, hoặc là ô chiếm cả một đường dọc, hoặc là ô chiếm cả một đường ngang đó. Và trường hợp có một trường hợp đó là trường hợp hòa, tức là không ông nào thắng cả, đi hết nước rồi nhưng mà không ông nào thắng cả thì rơi trường hợp hòa, thì đấy là cái chúng ta phải xử lý. Ngoài ra chúng ta phải ngoài vẽ ra được cái board như này, cái ma trận 3x3 chúng ta phải vẽ thêm một cái nút, cái nút này gọi là nút restart refresh F5. Khi ấn một cái nút này thì cái chương trình nó sẽ xóa trắng các nước đi đi và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu đó. Ngoài ra thì khi chúng ta đánh một phát như này thì nó sẽ phát ra cái gì ạ, cái âm thanh click click chẳng hạn, phát ra một cái sound nào đó, nó sẽ phát ra một cái âm thanh đấy, hoặc là trong quá trình chơi thì có một chút nhạc lên, bạn kiếm cái nhạc MIDI các bạn nhét vào đó, kiếm nhạc lên, hoặc khi kích vào đây thì hiệu ứng nó tỏa chuột chẳng hạn, kiểu kiểu như vậy. Thì cái đấy là chúng ta cần phải tìm hiểu thêm rất là nhiều. Có concept thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là đánh check win được và làm thêm cái nút F5 này đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tạo project thôi. Để tạo project thì tôi sẽ sử dụng IntelliJ, tôi create new project, chọn Java, không chọn cái gì ở đây nhé, ấn next. Tôi ấn create project from template, tôi ấn next. Sau đấy chúng ta sẽ đặt tên, ở đây tôi đặt tên là com example, cái này tic-tac-toe đi, hoặc là caro-chino đi, caro-chino. Rồi chúng ta ấn finish thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái project. Cái project này sẽ có class main và một cái hàm main ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ để dựng ra một cái giao diện cửa sổ thì chúng ta sẽ phải sử dụng đó là JavaScript. JavaScript thì nó bắt đầu bởi cái chữ đó là J. Thì chúng ta có rất nhiều các cái gì, ví dụ gì panel, gì button. Đấy, ngoài ra có cái to đó là reframe. Nó chia làm hai loại control, một là control container. Control thứ hai là một control thực hiện cái action cụ thể nào đó. Ví dụ như control container thì chúng ta có cái gì ạ? Cái gì frame này. Container tức là gì? Là một cái view nhưng mà nó chứa các cái view khác, hoặc là cái gì panel này. Gpanel tức là nó không thực hiện cái hành động nào cả nhưng nó là cái control mà nó chứa các cái control khác. Ngoài ra chúng ta có cái loại cụ thể, tôi tạm gọi ở đây là component nhé, tức là nó có một tính năng nào đấy. Ví dụ như cái gbutton này thì nó có tác dụng là làm cái nút để người khác nhấn vào, hoặc là chúng ta có một cái glabel tức là một cái nhãn để hiển thị cái gì đó ra màn hình. Đó, và chúng ta có rất nhiều các cái gì thì bắt đầu bởi cái từ gì, gì checkbox đó để hiển thị các cái checkbox đó. Thì các bạn hiểu đơn giản là JavaScript nó sẽ bao gồm các phần tử như thế này đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ để tạo ra một cái cửa sổ window để nó hiển thị ra giống như cái này thôi, nó như một cái window đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng là reframe, tôi tạo ra một biến reframe kiểu dữ liệu là reframe bằng new reframe. Sau khi tạo xong chúng ta mở ra class này thì nó có một constructor thứ nhất đó là gframe mà không truyền một cái gì cả.
Constructor thứ hai này là reframe truyền vào một cái graphic configuration GC đấy. Và config thứ ba là nó sẽ truyền cái title. Ta sẽ sử dụng config thứ ba title game cờ k ro 9 ô. Rồi, sau khi chúng ta đã khai báo reframe rồi, bây giờ chúng ta chạy chương trình ấy, thì nó chả hiện ra cái gì đâu. Vì cái biến này đang màu xám, tức là sao? Tức là nó đã khởi tạo rồi nhưng chưa được gọi. Thì bây giờ khi chúng ta tạo ra một cửa sổ, thì chúng ta muốn show nó lên, chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ chấm set, chúng ta sẽ chấm show. Nhưng cái hàm show này nó vẫn tồn tại nhưng nó bị gạch ở đây, thì nó gọi là deprecated, tức là hàm này không nên được sử dụng nữa. Và trong tương lai nó sẽ bị xóa đi. Chúng ta sẽ sử dụng hàm thay thế, đó là set visible. Thì có cái biến truyền vào đó là boolean, tức là true, false, false tức là thôi không hiển thị nữa, true tức là hiển thị lên đi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy để tận hưởng cái thành quả khi mà chúng ta vừa mới tạo ra được một cái frame mới, tức là một cái cửa sổ window mới. Khi mà chúng ta build, nó sẽ sinh ra một cái thư mục là thư mục out production, và bên trong nó sẽ có các class đã được compiler bởi Java C cho các bạn. Đây thư mục out production và có cái caro9o nó build hết ra cho chúng ta rồi. Nó build cái main class ra cho chúng ta rồi. Ok. Khi mà tôi chạy thì nó sẽ bật ra một cái năng như này. Và các bạn thấy là chúng ta có một cái cửa sổ đơn giản. Nhưng cái cửa sổ này hiện tại đang ở góc này. Đồng thời nó chả hiện cái gì cả ngoài các cái nút thu nhỏ và dấu x đó. Bởi vì đơn giản là chúng ta đang tạo ra và show nó ra thôi mà. Chúng ta có làm gì đâu. Bây giờ tôi sẽ tạo kích cỡ cho nó. Tôi sẽ set size. Size có hai cái là width và height, ta sẽ truyền vào. Width ở đây là 600 pixel và height tôi cũng truyền vào là 600 pixel. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy lại. Thực ra thì cái cách làm Java Swing này có hai cách, một là các bạn sẽ viết code như tôi, hai là các bạn sẽ sử dụng tool kéo thả. Tuy nhiên thì tool kéo thả nó không tạo ra được cái tư duy đâu. Thế nên chúng ta cố gắng mà chúng ta viết code như này, chúng ta sẽ biết được nhiều hàm hơn. Rồi là cách tư duy khi mà chúng ta làm code hơn. Đó. Ok, tôi đã tạo ra một cái window mà có title là game caro9o. Một cái frame này hiện tại nó đang làm sao ạ? Nó trong suốt, nó đang chưa có gì cả. Frame này cũng gì sai được đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là thêm cái button vào đây. Đây, vẽ cái button F5 vào đây, vẽ một cái gì ạ? Cái panel vào đây, vẽ một cái panel vào đây. Mà cái một cái ma trận, cái board ấy, tôi gọi là cái board, bao gồm 9 cái ô này, 3 cột và 3 hàng N nhân M. Đó. Và khi chúng ta kích vào từng ô nó đánh được tích thôi. Thì cái video này các bạn chú ý nhé, vì nó dài quá, cái chương trình caro9o nó cũng là một cái đề lớn, nên là tôi có thể separate ra, tôi chia ra là từ 1 cho tới 3 video. Có thể tôi gói gọn là 2 video thôi. Nhưng mà có thời gian thì tôi sẽ quay thành 3 video giải thích chi tiết cho các bạn. Rồi ok, tôi đã có một cái như thế này rồi. Nhưng mà khi chúng ta tắt đi chương trình nó chưa chết thì các bạn có cái này. Z-frame set default close operation run reframe chấm gì ạ? Exit on close. Tức là khi chúng ta close thì chương trình nó exit đi luôn. Đó, chương trình thoát ra luôn. Ngoài ra chúng ta tôi muốn hai hành động. Thứ nhất là cái dialog của nó đang hiện ở đây. Nó đang hiện ở đây, tôi muốn là lúc nào hiển thị phải ra giữa cơ. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi không muốn nó gì sai resizable được. Đây, tôi sẽ trình diễn cho các bạn luôn. Thứ nhất là khi mà chúng ta chạy lên ấy, thì lúc nào nó ở góc này. Cái window nó lúc nào nó ở góc này. Tôi muốn là nó phải ở giữa cơ. Đấy, cái thứ hai là khi chúng ta di chuyển vào đây, chúng ta không thể di chuyển được như này. Tôi không muốn như thế. Thì có một cái thuộc tính là gframe chấm set resizable nó boolean ấy, ta set là false thì nó sẽ không resize được. Ngoài ra chúng ta sẽ tìm cái thuộc tính là sẽ set ra dữ liệu ra ở giữa, ta sẽ tìm ra nhé. Đây nó sẽ có cái location. Nó sẽ có cái location và bây giờ chúng ta sẽ tính ra được cái điểm giữa của cái màn hình này. Chúng ta có một cái tool. Tool Malazer đấy. Ok. Giờ ta sẽ search cho các bạn nhé. Z-frame
Main in center on screen. Thì khi chúng ta search như này thì nó sẽ có một cái gọi là toolkit, get default toolkit và get screen size. Đây tôi quên mất cái này. Toolkit chấm gì ạ? Get default toolkit gì ạ? Chấm get screen size. Thì nó sẽ trả ra cho chúng ta một cái biến kiểu dữ liệu dimension. Chúng ta sẽ khai báo một cái biến là dimension. Biến dimension kiểu dữ liệu dimension. Thì khi dimension nó sẽ chấm gì ạ? Get ra được width và height của màn hình. Get ra được width và height của màn hình. Thì để tính ra cái điểm giữa chúng ta đơn giản chia đôi thôi. Thì cái set location nó yêu cầu truyền vào x và y, tôi sẽ khai báo ra hai biến đó là x bằng và inlty bằng. Các bạn chú ý là get width này nó sẽ trả ra một cái khác nhé. Dịch quay lại nó sẽ trả ra một biến là double, là chúng ta phải ép kiểu set location này nó yêu cầu truyền vào hai cái biến integer, ta sẽ truyền x và y xem nó đã ra giữa màn hình hay chưa. Ta dằn thì theo tôi đoán là chưa, bởi vì nó để theo kiểu width và height mà, chúng ta phải thực hiện thao tác nữa là thao tác chia cho hai, đúng không ạ? Ta phải thực hiện thao tác nữa đó là thao tác chia cho hai thì nó mới ra giữa được. Rồi ta lại run lại. Nó vẫn chưa chia ra giữa được đâu. Đây, nó ra giữa được như này. Nhưng mà hiện tại cái tâm màn hình của tôi ở đây. Thì khi chúng ta draw như thế này ấy, thì nó không thể ra giữa được. Thì chúng ta phải trừ đi. Trừ đi một nửa của cái width của cái cửa sổ ấy nữa. Tức là trừ đi một nửa của cái 600 pixel, tức là 300. Đó. Và hay cũng thế. Thì nó sẽ ra giữa. Đó. Ví dụ như sau, chúng ta sẽ trừ đi 300, chúng ta sẽ trừ đi 300 và tôi chạy lại cho các bạn xem nó ra giữa hay không nhé. 300 này tức là một nửa của cái size của reframe. Đó, nó ra giữa rồi. Nhưng mà tôi không muốn là khai báo cái này nó mặc định là 300, tôi sẽ làm như sau. Trước khi chúng ta sẽ set location, chúng ta sẽ làm như thế này. Và tôi sẽ lấy reframe chấm get width. Tôi sẽ trừ đi. Tôi sẽ chia cho 2. Ta sẽ bọc cái đống này lại. GetWidth này nó sẽ trả ra một cái integer nhé, một cái biến kiểu dữ liệu là integer. Nó sẽ chia cho 2. Cái này cũng thế. GetWidth này sẽ là double, nó sẽ chia cho 2. Cái này cũng thế thôi. Gframe chấm GetHeight và chúng ta chia cho 2. Ta ra thì chúng ta sẽ có một cái nó sẽ căn ở giữa. Rồi, ok, nó đã căn ở giữa rồi. Và thao tác tiếp theo đó là chúng ta phải vẽ được cái bốt này lên. Cái bốt này lên thì làm sao chúng ta vẽ? Thì cái đó là chúng ta phải tạo ra một cái bốt đã. Tôi sẽ tạo ra một cái class. Tôi sẽ new Java class, tôi sẽ đặt là bốt. Kiểu cái bàn cờ ấy. Cái bot này tôi sẽ extend một cái giao diện đó là repanel. Thì tại sao tôi lại extend cái repanel? Bởi vì đơn giản là chúng ta có một cái container. Container này sẽ chứa 9 cái ô ở bên trong. Thì suy ra chúng ta sẽ phải sử dụng một cái component đó là dùng để chứa cái repanel để chứa các cái khác. Và chúng ta để vẽ được những cái ô này tôi sẽ sử dụng canvas. Thì nó sẽ có những cái hàm để chúng ta sẽ draw được ra được cái canvas đó. Thì bây giờ tôi sẽ đi tìm cho các bạn một cái ví dụ đơn giản là draw canvas Java Swing để các bạn biết một cái cơ chế draw. Bình thường các bạn có thể làm 9 cái nút đấy là 9 cái button cũng được, không sao cả.
mà chúng ta dùng Canva thì nó sẽ hay hơn. Java Swing Canvas. Đây, tutorial point, cái bài này chuẩn xác nhất. Chúng ta sẽ tạo ra một view. View này sẽ extend một cái panel. Sau đó chúng ta sẽ override cái hàm pane. Trong cái hàm pane này chúng ta sẽ viết cái code mà chúng ta sẽ làm cái gì đó. Hàm pane ở đây hay còn gọi là hàm vẽ. Thì khi chúng ta sử dụng hàm vẽ thì chúng ta sẽ có một cái gọi là graphic. Chúng ta sẽ sử dụng cái graphic chấm có rất nhiều cái. Ví dụ như là chấm clear right hoặc là chấm gì ạ? Draw hoặc là chấm dispose. Ở đây chúng ta sẽ cần một cái gọi là fill. Cái này fill, chúng ta fill rất nhiều cái, có cái oval này, có cái RC này, polygon và chúng ta có một cái gọi là rect. Thì nó yêu cầu truyền các tham số như sau: x, y, width và height. X là vị trí thứ 0, y là vị trí thứ 0, vị trí đầu tiên ấy. Width là gì ạ? Là 100 đi. Phải height là gì ạ? 100. Như vậy chúng ta sẽ fill cái rect này. Ngoài ra chúng ta sẽ set được color cho cái graphic đấy. Thì tôi sẽ làm như sau: g chấm set color. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ cast cái graphic ra là graphic 2D. Cast cái biến g này ra. Ta sẽ không sử dụng biến g trực tiếp. Ta sẽ sử dụng graphic 2D. Chúng ta fill correct vào 0 x0. Đây là trục tọa độ. Đây là độ rộng, độ cao. Và tôi sẽ chạy lại. Thì khi chạy lại các bạn thấy là nó sẽ không có cái effect gì ra đâu. Các bạn chú ý là cái bot này nó đang chưa được gọi. Thì để được gọi chúng ta sẽ gọi đây. Tôi sẽ tạo mới một cái bot. Bot bằng gì ạ? New bot. Đúng không ạ? Thì khi tạo bot đã xong thì tôi sẽ add vào trong cái reframe này. Reframe là một trong những phần tử con của cái thằng reframe. Nó sẽ chứa cái thằng bot. Bot là phần tử con của reframe. Thì chúng ta sẽ set the panel. Không, chúng ta sẽ sử dụng hàm add đi. Thì chúng ta sẽ áp một cái component. Ở đây là bot. Component này là bot. Thì như cái ví dụ này thì nó có một cái gọi là add new swing demo ấy. Thì chúng ta tạo ra một cái class swing demo mà extend the panel thì chúng ta sẽ paint nó ra. Thì tôi có cái the panel chúng ta sẽ add. Ta sẽ add cái bot này vào. Giờ ta sẽ chạy nha các bạn nhé. Đó, các bạn thấy là tôi fill được một cục màu đen ở đây. Ta fill được cục màu đen ở đây. Graphic 2D chấm gì ạ? Quay trở lại đây nó set color. Và chúng ta sẽ có class color, nó có một loạt, ví dụ như blue chẳng hạn. Ta sẽ chạy lại. Thì chúng ta sẽ có cái hình màu đen, màu xanh blue tại vị trí tọa độ 0 0 và width là 100. Hay 100. Rồi ok. Hiện tại thì chúng ta đang có cái frame size của chúng ta là width là 600 và height là 600. Thì 600 chia 3 được bao nhiêu các bạn? 600 chia cho 3. 3 ô mà. Ta hiện tại nhiệm vụ của chúng ta phải vẽ là 3 hàng 3 cột. Thì 600 chia 3 mỗi ô width là 200. Mỗi ô width là 200. Tôi sẽ giả sử ở đây tôi sẽ có một cái width là W đi. 200. Hoặc là tôi có thể làm như sau: get width, tức là lấy ra toàn bộ cái chiều rộng của cái bot này. Sau đó tôi chia cho 3. Tôi sẽ in ra SUT tab, in ra cái W này. Và bây giờ mình sẽ chạy lại cái chương trình thì các bạn biết ngay là width là bao nhiêu. Hiện tại tôi đang để reframe size là 600. Thì khi tôi add cái bot này vào, thì cái zpanel, bên trong nhận cũng là 600. Thì 600 chia cho 3 sẽ được 200. Thì như vậy chúng ta phải draw ra cái
mỗi một cái ô nó sẽ là 200. Thì hiện tại khi mà tôi lốc ra các bạn này, để tôi lốc ra được thì cái giá trị mà chúng ta nhận được ở đây đang là 200. Đương nhiên chúng ta sẽ tính toán cái hay nữa, int hay. Tôi để là h đi, get hay. Rồi tôi cũng chia cho 3. 600 chia cho 3 thì được 2. Như vậy là bây giờ tôi đã tự động cái công việc là làm của tôi rồi. Bây giờ cái chỉ có một cái điều đó là chúng ta sẽ phải làm sao để thay đổi cái hệ trục tọa độ x và y là được. Thì khi mà chúng ta học được Canvas thì chúng ta làm được rất nhiều cái. Đáng ra cái bài này tôi phải sử dụng là console cơ, nhưng mà console của Java có nhược điểm là không clear được screen như C cộng cộng hoặc C sharp nên tôi không muốn. Đây như vậy hiện tại tại hệ trục tọa độ 0,0 tôi vẽ ra một cái hình hình vuông. Cái hình vuông này width và height là 300. Đó, thực ra là hình vuông là một cái dạng đặc biệt của hình chữ nhật thôi. Rectangle mà. Chỉ trong tiếng Anh cái rectangle nó nghĩa là rect này, rectangle nó nghĩa là cái hình chữ chữ nhật. Nhưng mà khi mà width height hai cạnh bằng nhau thì nó sẽ là hình vuông. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ phải làm cái thao tác là thay đổi hệ trục tọa độ. Thì bình thường khi chúng ta vẽ một cái ma trận chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ phải khai báo đó là y và z. Y bằng 0 chạy từ đâu đến đâu ạ? Chạy y nó sẽ nhỏ hơn bao nhiêu? 3. 3 này chúng ta sẽ không khai báo như thế mà chúng ta sẽ khai báo một cái biến final integer. Static nhá. Static final integer n bằng 3. Ta đắp liên kết lên. M ta bằng 3. Y chúng ta cộng cộng. Ok, ở đây chúng ta sẽ lồng vào một cái nữa. Thì khi chúng ta lập trình JavaScript thì cái terminal gần như trở nên vô nghĩa, nhưng mà chúng ta có thể tận dụng. Đó là lời debug, chúng ta sẽ in ra các message mà chúng ta cần. Giờ chúng ta sẽ for z m. Bây giờ chúng ta sẽ có hệ trục tọa độ thay đổi. Và chúng ta sẽ làm sao để cho cái màu nó thay đổi nhé các bạn nhé. Màu nó sẽ phải thay đổi. Hiện tại nó đang chỉ có color là blue. Thì để cho màu thay đổi tôi sẽ tạo ra một biến là integer k bằng 0. Sau mỗi lần tạo ra một hình vuông thì k sẽ cộng cộng. Và tôi bắt if như sau. K chia lấy dư cho 2 mà bằng bằng 0, tức là k mà là số chẵn thì màu là blue. Trường hợp ngược lại thì màu sẽ là red, tức là màu đỏ. Và color sẽ được set vào hàm set color. Hiện tại thì chúng ta có thể for hai cái lồng nhau, 33 là 9, nó sẽ là ra 9 trường hợp. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây ấy, là 9 trường hợp cùng vẽ trong một cái hệ trục tọa độ x, y bằng nhau thì nó không đúng. Thì giờ chúng ta sẽ phải tính ra x và y. Tôi sẽ khai báo hai biến x và y trước nhé. Int x bằng 0, chúng ta chưa làm gì cả. Chúng ta chỉ biết là tôi sẽ có cái biến này thôi. Thì tôi sẽ để ở đây. Như vậy tôi đã không phích cứng nữa, và bây giờ chúng ta sẽ phải đi tính toán x. Trong trường hợp đầu tiên, x nó sẽ phải bằng bao nhiêu các bạn? Trong trường hợp đầu tiên, x nó sẽ phải bằng 0. Đây. Chúng ta đang có cái hình này và hiện tại nó đang là 600 pixel. Nhân 600 pixel. Như vậy, width mỗi cái nó sẽ là 200. Như vậy hệ trục tọa độ đầu tiên nó sẽ bắt đầu ở x bằng 0. Nó sẽ vẽ ra hình chiếm 200 pixel, tức là từ 0 cho tới 200. Thì cái vị trí tiếp theo nó bắt hình vuông tiếp theo ấy của hệ trục tọa độ. Thì nó sẽ phải tịnh tiến này, là x sẽ bằng với 200. Thì quay trở lại cái code thì chúng ta sẽ có cái công thức đó là tính x như sau. X sẽ bằng y nhân với 200, tức là nhân width. Width ở đây chúng ta đang là 200 mà. Đầu tiên chúng ta sẽ có gì ạ?
y là bằng 0 thì chúng ta sẽ có 0 nhân với 200 thì chúng ta sẽ bằng 0, x sẽ bằng 0. Nhưng trường hợp for mà khi y tăng lên ấy, thì chúng ta sẽ được là 1 nhân với 200, thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu từ 200, hoàn toàn chính xác. Đó. Và đến cái ô thứ ba, ở đây tôi hơi giấu nó không cân nhau nhé, thì x lúc này nó sẽ phải là gì ạ? Đây là 200 rồi, đây là 200 rồi, là 400, thì x nó sẽ phải bằng 400. Thì quay lại cái hệ trục tọa độ này, thì trong trường hợp tiếp theo thì chúng ta có y là bằng 2, 0, 1, 0 này, 1 này, thì bây giờ có 2, 2 nhân với 200 ta sẽ được 400. Như vậy là hoàn toàn chính xác. Tương tự cái y này cũng vậy. Y này sẽ là gì? Y này sẽ là gì và chúng ta sẽ nhân với cái hay. Cái h ấy. Thì nó cũng thế thôi, nó cũng chia mốc, đầu tiên là y bằng 0. Y là bằng 200. Y là bằng 400. Ok. Bây giờ tôi chạy lại nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ được một cái giao diện nó khá là có thể xử lý được rồi đấy. Đã, sẽ run lại. Về cái button thì chúng ta sẽ xử lý sau. Tôi nghĩ là trong bài sau. Đây, chúng ta đã vẽ ra được một cái board nó rất là đẹp rồi. Ta kích, bây giờ chúng ta sẽ xử lý thêm một cái là kích vào đây. Thì nó sẽ bôi ra một cái màu. Nó sẽ bôi ra cái chữ O, kích vào đây nó sẽ bôi ra chữ X, kích ở đây sẽ bôi ra chữ cái O, kích ở đây sẽ bôi ra cái X. Đó. Thì để xử lý one click trong Java chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ vào cái board. Tại đây tôi sẽ khởi tạo một cái constructor. Constructor empty constructor đi. Thì cái constructor này mặc định nó không làm gì cả mà nó chỉ được gọi khi tạo mới object này thôi. Thì bây giờ tôi sẽ add thêm một cái gọi là mouse listener, tức là sự kiện chuột ấy. Nó có rất nhiều các sự kiện. Đó, và chúng ta sẽ có một cái gọi là mouse adapter, thì nó có một sự kiện là flash, tức là khi chúng ta click trên cái bot này này thì nó sẽ lấy ra được cái tọa độ con chuột đang kích vào đâu. Bây giờ tôi sẽ nấp vào cho mọi người e chấm get x và ở đây sẽ là get y. Tôi chạy cho mọi người coi nhé. Thì khi chúng ta kích vào cái vị trí ấy, nó sẽ lấy ra cái tọa độ và từ cái tọa độ ở đó chúng ta phải tính toán. Chúng ta phải tính toán sao cho. Đây. Tôi kích 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 vào đây. Ví dụ như khi kích vào đây thì lúc nào cái tọa độ nó x nó cũng phải dưới là từ 0 cho tới 200, nó phải dưới 200. Và y nó sẽ nhỏ hơn là từ 200 cho tới tôi không đó, vì khi kích vào cái này thì nó sẽ tăng hơn, cao hơn, x nó sẽ tăng cao hơn đó. Thì chúng ta sẽ đi vào giải quyết cái này. Như vậy chúng ta đã bắt được cái sự kiện chuột thông qua cái evanescence, đó là malfresh. Ta sẽ có biến x và biến y. Tôi lưu tạm thời trong cái biến intx bằng, và tôi cũng lưu tạm thời hai cái biến này trong intx bằng. Tạm thời chúng ta chưa xử lý gì nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải có thao tác, đó là chúng ta vẽ. Chúng ta vẽ cái hình như tôi vừa bảo ấy, cái hình O hoặc X. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cái ảnh O hoặc X. Thì thực ra cái bài này tôi đã làm trước đấy rồi, nên là tôi có làm demo trước đấy rồi, nên là tôi có một cái gì suộc, đó là một cái image. Tôi vứt đâu nhỉ? Tôi có một cái gì suộc, đó là cái image rất là đẹp. Đây các bạn, tôi có một cái hình ô, tôi copy rồi nhá, cái chiều nay tôi download ở trên mạng có rồi, tôi copy tôi paste vào cái package là example. Bây giờ tôi sẽ tìm cái hình x, tôi nhiều file quá. Đây cái hình x đây, nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Tôi copy tôi paste vào đây. Như vậy tôi đã có hai cái hình, đó là x và o, x này, o. Nếu các bạn không biết nó lấy nó ở đâu, các bạn search là tô trên mạng xã hội ấy, các bạn search đi, các bạn bấm một hình ảnh,
Thì hôm nay tôi may mắn khi search được nó có ra cái hình ảnh đấy, tôi lấy xuống được. Thì các bạn tìm ra một cái hình ảnh có thể cắt được và tôi sẽ cắt nó xuống cho bạn. Không có hình ảnh nào có thể chiết tách được nhỉ? Tích tắc toe xem nào. Rồi, ok. Đây là một cái hình ảnh mà có thể sử dụng được đấy. Mình cho vào đây. Tôi sẽ không sử dụng cái hình ảnh này nhé các bạn nhé. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao cắt được cái hình X và cái hình O ra. Các bạn đợi một chút để nó loát ra được cái này. Hiện tại máy đang hơi lag. Ok, khi chúng ta có cái hình này chúng ta sẽ click chuột phải copy image và chúng ta vào cái trang là pixlr. Thì khi vào trang pixlr.com, đây là một cái trình photo editor online. Các bạn bấm vào phần advanced. Thì khi bấm vào phần advanced, đây là cái ảnh chiều nay tôi đã tự xử lý bằng tay. Thì ta bấm Ctrl V thì nó sẽ pẹt ra cái O và X này. Các bạn chọn cái phần hình ảnh, các bạn ấn gọt thì nó sẽ tự động auto trim lại cái ảnh này. Ta sẽ select nó nhé. Tự nhiên không hiểu sao nó lại có tiếng Việt, tôi không thích đọc tiếng Việt này lắm. Ctrl C, Ctrl V sang cái mới thì nó ghi vào đây. Thì không, chúng ta bấm vào tab ảnh mới. Chúng ta Ctrl V vào. Như vậy hiện tại chúng ta đã dán ra một chữ ô mới và chúng ta chọn hình ảnh gọt nó đi, trim ấy. Và sau đó chúng ta sẽ xếp xuống tab và chúng ta sẽ lưu. Tôi sẽ lưu ở đây, tôi sẽ lưu là x đi. Image x đi. Tải về. Như vậy là hiện tại tôi đã cắt ra được cái x rồi. Thì các bạn copy và bạn bỏ vào trong project. Tiếp theo quay trở lại cái tab vừa rồi. Đây cái này ta tắt đi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái x ra. Quét như này. Ctrl C. Tẹp. Ảnh mới. Ta Ctrl V vào. Và chúng ta loại bỏ phần trắng thừa đi. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh. Gọt. Xong. Bây giờ tôi sẽ ấn tẹp và chúng ta lưu. Tải về. Như vậy là tôi đã tải về được cái hình ảnh tiếp theo, đó là hình ảnh X. Hoàn toàn ok luôn. Đấy là cách mà các bạn cắt ra cái ảnh nhé. Bây giờ tôi sẽ loát cái ảnh ấy ra. Tôi sẽ tạo ra một biến gọi là biến image. Tôi sẽ đặt tên là imgx. Mặc điện cái biến này chưa khởi tạo gì. Image imgo. Và khi khởi tạo constructor chúng ta sẽ loát cái ảnh ấy ra. Imgx sẽ bằng image io chấm read. Thì cái read này yêu cầu nó truyền vào các cái tham số như là input. Nếu chúng ta sẽ lấy input như sau, get. Chúng ta sẽ get class. Thì các bạn phải hiểu là cái O hoặc là X nó hiện tại đang đứng ngang hàng với class bot, thì chúng ta sẽ get class bot ra và chúng ta sẽ get result stream hoặc là chúng ta sẽ get result. Thì khi chúng ta get result và nó sẽ truyền ra một cái string, thì cái result chúng ta có tên là o.png. Trong trường hợp này biến imgx thì chúng ta sẽ đổi là x chấm phẩy, duplicate thêm dòng nữa đổi thành O. Chúng ta sẽ có cái img gì ạ? O. Nó báo lỗi, chúng ta di chuột vào đây bởi vì nó sợ có một cái exception. Thì để tránh có cái exception chúng ta sẽ sử dụng check get. Get exception. Đoạn code gây exception chúng ta sẽ bỏ vào trong try e.printstray để in ra cái lỗi đấy. Ta sẽ bỏ imgx và imgo vào. Bây giờ tôi sẽ chạy để chứng minh rằng cái code này có chạy nhé các bạn nhé. Run. Thì khi chúng ta làm như thế thì hiện tại chúng ta mới loát được cái ảnh này lên thôi, lưu vào biến chứ chúng ta chưa draw nó ra. Thì canvas đương nhiên nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều các hàm, ví dụ draw string thì trong đó nó có một hàm là draw image. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chúng ta draw cái image này đã. Giả sử như sau khi vẽ xong một cái rectangle, ta sẽ draw ra cái image, chúng ta sẽ sử dụng graphic 2D.draw image. Image nó có rất nhiều chồng hàm, tôi sẽ sử dụng cái chồng hàm này. Tôi sẽ sử dụng cái image x. Tôi tạo ra một cái image ở đây nhé. Image img.
Và chúng ta sẽ bằng với gì ạ? Tôi sẽ cũng chia như này đi cho nó đẹp. Trường hợp này là x, trường hợp này là o. Rồi image này đầu tiên truyền vào cái image, tiếp theo truyền vào hệ trục tọa độ là x phẩy y. Tiếp theo truyền vào gì ạ? Width và height. Draw image. Và chúng ta sẽ truyền vào một cái nữa, đó là cái observable z. Đây. Img, tức là yêu cầu truyền vào một cái image này, x này, y này, width, height và một cái observable, tức là một cái sự kiện mà cái này tôi cũng chưa rõ, chắc là chúng ta phải đọc sau. Observable thường là kiểu theo dõi cái image ấy. Bây giờ chúng ta sẽ chạy nhé. Thì phần đầu này nó có vẻ là hơi nhiều kiến thức về cái việc vẽ giao diện nên là có thể khiến các bạn tẩu hỏa nhập ma. Thì thông qua các kiến thức mà tôi đã search ấy, thì các bạn cố gắng tìm hiểu thêm về cái canvas này. Rất có thể trong bài sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp cái bài này, vẽ giao diện. Đó, như vậy chúng ta đã vẽ được một cái giao diện rất là đẹp, chia thành 9 ô, có nút X, nút O rồi, chúng ta đã vẽ được cái ảnh nó rồi. Đó, và trong bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn là khi click vào cái ảnh này sẽ không được vẽ sẵn như này, mà khi click vào đây thì nó sẽ biến thành X, click vào đây nó sẽ đổi thành O, click vào đây nó sẽ đổi thành X, click vào đây nó sẽ đổi thành O. Và chúng ta sẽ có một cơ chế check win, ông nào thắng ông nào thua. Và trước khi chơi thì có nút bắt đầu, ấn nút bắt đầu phát là nó sẽ hỏi là ai đi trước, thì là O hay X đi trước. Đó, nếu chọn Yes thì nó sẽ là X, nếu chọn No nó sẽ là O. Đó, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.